Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cả về người là do việc báo cháy từ cơ sở còn chưa kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2021, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viettel Hưng Yên thử nghiệm đưa vào sử dụng ứng dụng ShapeOne, ứng dụng cảnh báo cháy nhanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Alo, vâng, tôi coi như nghe rồi, nhận định coi như đang coi như báo cháy rừng một chị nhá. Để tôi báo cáo lên trên. Tiếng còi báo cháy được gửi đến điện thoại của bộ phận phòng cháy chữa cháy, công ty Mikasa, bộ phận thông báo cho toàn công ty. Trong lúc đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng cập nhật ngay thông tin. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, công ty chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy nhanh. Thật may mắn là đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có đám cháy nào xảy ra, nhưng cảnh báo từ hệ thống báo cháy thì tôi đã nhận được khi chúng tôi thực hiện test kiểm tra đầu báo cháy. Thật là bất ngờ khi mà hệ thống báo cháy này vừa kêu thì tôi đã nhận được điện thoại gọi đến từ ShapeOne. Hiệu quả của hệ thống này đã được phát huy và tôi cảm thấy rất là an toàn khi mà lắp đặt cái hệ thống này. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến giấy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì thế, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vạn Phú Gia cũng rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Không chỉ đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định, khi biết đến ứng dụng cảnh báo cháy nhanh ShapeOne, công ty đã tin tưởng lựa chọn và đưa vào sử dụng. Cảnh báo thông thường ngày trước ấy là phải có người trực tiếp mà phát hiện ra đám cháy, sau đó điện thoại đến hệ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Còn đối với cả hệ thống báo cháy nhanh tự động này, khi mà có cảnh báo cháy, có hệ thống gọi điện tự động đến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và số điện thoại công ty đăng ký. Tại Hưng Yên, có nhiều doanh nghiệp, khu dân cư đã sử dụng ứng dụng cảnh báo cháy nhanh. Trong các chương trình diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hàng năm của công an tỉnh, ứng dụng này cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đối với lực lượng chức năng, hệ thống cảnh báo cháy nhanh ShapeOne có vai trò như một công cụ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng. Hệ thống này thì chỉ dẫn về tài nguyên, về giao thông, nguồn nước, về đặc điểm tính chất của cơ sở nên rất hỗ trợ công tác là thông tin chỉ huy trong việc tổ chức cứu chữa vụ cháy kịp thời. Hệ thống cảnh báo cháy nhanh ShapeOne được phát triển bởi tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là giải pháp thu thập tín hiệu cảnh báo cháy từ tủ báo cháy hoặc từ cảm biến khi có nhiệt, khói, áp suất tại các điểm có nguy cơ cháy nổ sẽ tự động báo động tại chỗ, đồng thời gọi điện thoại cảnh báo, gửi tin nhắn SMS cảnh báo tới trung tâm điều hành giám sát phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng, chủ địa điểm và hỗ trợ công tác phòng ngừa tác chiến. Chúng tôi cũng đang thu thập và cũng đang tổng hợp những ý kiến của các doanh nghiệp. Thì bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ là chủ động đề xuất với cấp trên về làm sao là trong giai đoạn mà dịch giã cũng vừa xong và cũng rất nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ có những chính sách phù hợp nhất làm sao là đồng hành cùng với doanh nghiệp. Thời gian tới, việc chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyển biến để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào? Tham gia vào môi trường số có nghĩa là mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thật và trong thế giới ảo. Mỗi người sẽ cùng lúc sống trong hai thế giới, thế giới thực và thế giới số, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Từ đó thay đổi cách thức sống, giao tiếp và làm việc. Lối sống đã thay đổi như thế nào? Các thiết bị, màn hình và những máy móc khác nhau ở xung quanh chúng ta và thay đổi lối sống của chúng ta. Mỗi người dân có nhiều hơn các lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Giao tiếp xã hội đã thay đổi như thế nào? Giao tiếp xã hội có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, không rào cản, không khoảng cách trên môi trường số. Những người nói những ngôn ngữ khác nhau có thể giao tiếp với nhau trực tiếp nhờ một ứng dụng phiên dịch theo thời gian thực. Những người khiếm thính có thể được hỗ trợ bởi ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành chữ viết. Những người khiếm thị có thể được hỗ trợ bởi ứng dụng chuyển đổi chữ viết thành giọng nói. Y tế đã thay đổi như thế nào? Việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua điện thoại thông minh chỉ là bước khởi đầu. Công nghệ số cho phép phân tích, giải mã bản đồ gen để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân. Các cảm biến IoT nhỏ li ti có thể được đặt bên trong cơ thể, cho phép theo dõi diễn biến sức khỏe, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất một cách tức thời. Nhiều ứng dụng công nghệ số, mặc dù nhỏ, nhưng đem lại hiệu quả rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Giáo dục đã thay đổi như thế nào? Trẻ em vẫn sẽ phải đến trường, phải giao tiếp và được các giáo viên hướng dẫn.
nhưng nhiều thứ sẽ thay đổi hoặc đảo ngược lại. Nếu như trước đây 100% kiến thức được truyền thụ ở trên lớp, thì hiện nay tỷ lệ kiến thức được truyền thụ trực tuyến sẽ tăng dần lên. Nếu như trước đây lên lớp là để giảng bài, ở nhà là để tự làm bài tập, thì hiện nay đảo ngược lại. Học sinh có thể ở nhà nghe giảng bài trực tuyến, nhưng lên lớp để làm bài tập và giải quyết các vấn đề đặt ra theo các nhóm.